sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse là con cháu David, đừng sợ đón Maria vợ ông về, vì thai nhi được cưu mang nơi bà là do Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Hoàn Vũ mừng kính lễ Thánh cả Giuse. Thánh Giuse là người gia trưởng gương mẫu. Thưa quý ông bà, anh chị em, ca dao Việt Nam có câu: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gian khổ cuộc đời không ai sánh bằng cha. Thực vậy, người cha là mái hiên che chắn cho gia đình trước biết bao giông tố của cuộc đời. Người cha còn là núi Thái Sơn cho con sự nương tựa, là cây cao bóng cả mang lại bóng mát cho gia đình. Người cha đã gánh trên vai của mình trách nhiệm nuôi dưỡng, bao bọc, che chở con cái. Người cha chấp nhận những gian khổ của cuộc đời để nuôi dưỡng gia đình. Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một người cha mẫu mực cho các gia trưởng. Đó chính là Thánh cả Giuse. Ngài thực sự là một gia trưởng mẫu mực cho các người làm cha. Thưa cộng đoàn, trước hết, chúng ta thấy Thánh Giuse là người luôn biết đón nhận Thánh ý Thiên Chúa. Khi nói về Thánh Giuse, Thành Nazareth, tin mừng không ghi lại một lời nào của Ngài. Thánh Giuse xuất hiện trong Tân ước như một người thinh lặng và hoàn toàn tuân phục Thánh ý Thiên Chúa. Khi hiện ra với ông trong thị kiến, sứ thần đã khuyên ông rằng: đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và tin mừng theo Thánh Matthew đã ghi lại sự tuân phục của Thánh Giuse. Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như sứ thần Chúa dạy. Làm như sứ thần Chúa dạy là đón nhận Đức Maria về nhà, đón nhận thai nhi trong lòng thân mẫu, để rồi trước mặt thế gian, thai nhi trong bụng và sau này hài nhi Giêsu là con của Giuse, bác thợ mộc làng quê Nazareth. Qua đó cho chúng ta thấy Thánh Giuse luôn tôn phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Và kế đến, thưa cộng đoàn, Thánh Giuse còn là người hằng chấp nhận tha nhân. Một khi nhận rõ Thánh ý của Chúa muốn sai con của Ngài xuống trần gian để thiết lập một trật tự mới, Thánh Giuse đã vui lòng đón nhận Đức Maria về nhà mình. Vừa tin vào quyền năng của Chúa, vừa tin vào nhân đức của Đức Maria, Thánh Giuse vì thế mà sống thanh thản, an bình. Con Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người hoàn toàn như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Hải nhi Giêsu từng bước lớn lên về tuổi tác và về ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời là nhờ sự chăm sóc của Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Trong cuộc sống đơn sơ nghèo nàn ở Nazareth, hai bàn tay của ông Giuse thợ mộc đã bảo đảm đời sống của gia đình gồm ba người. Ngài vừa lo kiếm ra cơm bánh, vừa là chỗ dựa tin cậy cho các thành viên trong gia đình trải qua những sóng gió phong ba của cuộc đời. Thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng kính lễ Thánh cả Giuse. Ước gì chúng ta cũng biết noi gương Ngài để sống trung tín với Chúa và luôn biết đón nhận tha nhân. Ước gì những người làm cha luôn tận tụy hy sinh để xây dựng gia đình mình thăng tiến và bình an. Trong thinh lặng,
Thánh Giuse đã dạy chúng ta biết bao bài học bổ ích. Hôm nay, Ngài vẫn truyền cầu cùng Chúa cho những ai trông cậy yêu mến Ngài. Xin Ngài cho chúng ta biết chuyên tâm thực thi ý Chúa, quảng đại đón nhận nhau trong tình bác ái, bao dung và sẵn sàng lên đường để đem tình thương của Chúa cho mọi người. Amen. Xin cảm ơn quý cộng đoàn.